có những cái con cá đằng kia nó màu đen, đen sậm luôn. Bốn cá đen, bốn đầu sáu, sáu bảy con, bảy cá đen đó. Cá đen này nó không có mắt nhờ? Không có mắt. Dạ. Bắt lên thì mới thấy rằng không có mắt. Bắt ăn là bắt lên bình thường. Thì đàn cá này từ đâu đến? Đó cũng là một cái dấu hỏi lớn nha chú ha. Nó lại xuất hiện ở trong con kinh chứ không phải là một dòng sông cái nữa. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Phú Tân của tỉnh An Giang để tìm về nhà của một người nông dân mà không hiểu lý do tại sao đàn cá nó lại có thể vào nhà đó với số lượng rất là lớn. Thì trong quá trình đi thì hôm nay cũng đến vào giờ trưa thì Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem biết một cái món bánh xèo kiểu của miền Tây Nam Bộ mình nha. Thì ở đây thì gặp chị này, tại vì cũng khá là trưa rồi nên ở đây mình sẽ ghé đây mình ăn trưa luôn. Bánh xèo đây là mình bao nhiêu tiền một cái chị nhỉ? Một cái hai bánh có 15 ngàn. Ôi, hai cái 15 ngàn hả? Ở đây là nhân gì chị ha? Thịt vịt với tép. Ôi, cái bánh xèo nhìn ngon quá. Vịt này là thịt bằm hả chị ha? Dạ. Với lại tép là mỗi cái 7.500 đồng. Thôi, không hiểu khi mà chị bán một cái bánh xèo như thế là giá là 7.500 đồng cho mỗi cái. Thì ở trong đây nó gồm có nè, phần bánh thì nó sẽ có rau nè. Đó, rồi giá, rồi điên điển, rồi thịt, rồi tép. Ở đây thì có đầy đủ tất cả loại rau. Ở đây thì gồm có là dưa leo, rau cải. Thì nói chung là rất là nhiều luôn. Ở đây thì mình sẽ chấm với nước mắm và mình sẽ ăn. Trong quá trình mà ăn á thì trao đổi với chị nói rất là dễ thương. Chị nói là ở đây thì bán 10.000 đồng thì mỗi một cái như thế là người ta không mua hay gì hả? Dạ. Yeah. Là lý do là dân lao động ở đây mỗi ngày người ta lao động nguyên cả ngày làm cỏ thì chỉ có 100.000 đồng nên chị bán cái bánh xèo 7.500 đồng mà lên giá một tí xíu thì mọi người không mua hoặc là bán ít hơn. Dạ đúng rồi. Thôi thấy vừa làm bánh xèo như thế này phải vừa thấy bột nè, rồi vừa làm nhân nè, rồi phải vừa mua rau ở đằng kia mà 7.500 đồng thì cô bác với chị biết không, có những nơi 7.500 đồng không mua được một ly trà đường nhưng mà chị bán được một cái bánh xèo ăn hai cái có thể no bụng luôn. Không tin thì Bùi Hồ sẽ trả tiền cho chị nè. Em dùng hai cái á, ngon quá. Tự mình làm hết luôn hả chị hả? Dạ. Ôi dồi, còn này là bánh khọt nha. Bánh khọt này là nhiêu cái chị nhỉ? 8 bánh 6 ngàn. Dạ. Là bánh khoảng 800 đồng. Trời ơi. Cô bác của anh chị có ngang ở xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân của tỉnh An Giang thì ghé ủng hộ ăn hai cái bánh xèo để ngon biết bánh xèo miền Tây nó ngon như thế nào. Này chị phải làm từ mấy giờ đến mấy giờ chị ha? 4 giờ làm tới 7 giờ ra đây bán. Thôi bán đến mấy giờ nghỉ chị nha? 2 giờ chiều. Dạ. Làm gì có vất vả lắm không? Cực lắm không? Trời, bánh xèo là trời trời mà cũng mặn thay thế gì như đi đồng mặn cỏ thì có bữa có phải không? Ừ. Còn mình mặn này thì ngày nào cũng có. Thôi em chúc chị mua mai bán đắt nha, bánh ăn ngon quá. Dạ. Em đi tiếp thôi. Cô bác quý anh chị, trên cái quá trình mà chạy đến nhà anh Năm Đặng ở đây người ta gọi là Kinh Thần Nông ở huyện Phú Tân của tỉnh An Giang. Thì trong cái quá trình đi thì Bùi Hồ để ý rất là nhiều về những người dân ở trong cái dòng kinh này. Người ta lại có những cái dụng cụ bắt cá như là giớn nè, rồi đăng nè, rồi rất là nhiều. Nhưng mà rồi cũng như là giỏ trà, nhưng mà không hiểu tại sao đàn cá này nó từ đâu lại xuất hiện. Thì để biết thêm thì đây là một cái giống như là một cái quán của anh bán ăn đó. Thì bây giờ mình sẽ vô đó nha. Thì đây là nhà của anh với chị nè. Dạ em dạ chào chị. Dạ ô, mình sẽ đi xuống đường nào ta? Dạ à, bây giờ mình sẽ coi ở đằng này. À, cũng chào bạn. Dạ. Ôi nhiều dữ vậy. Số lượng này mình có ước tính được là bao nhiêu con không bác nhờ? Dạ. Rồi số lượng sống như là cá là trước đây là cái nơi ở ngoài này là mình dùng để mình làm giỏ trà hay sao ạ bác?
không có. Cái này cũng mình nuôi là cho chơi đó là để cắm cây để giữ lục bình để thắng nước lên một chút. Đồ lợi với người ta đừng vô xẹt rồi. Dạ. Dạ. Là cá mình có từ bao giờ? Chừng 3 tháng mấy nay à. Ồ. Chưa có cấp ấy giờ là tự nhiên không chứ không có chờ bỏng chứ. Ồ. Số lượng rất là nhiều phải không cô bác của anh chị? Lát nữa mình sẽ xuống cầu đằng kia ha. Xuống ở dưới đó. Bên đó đó. Dạ, rồi anh là anh Đặng hả? Dạ. Dạ, em chào anh nha. Dạ. Anh cho em hỏi là trước đây là mình sinh sống bằng nghề gì á? Cũng làm ruộng rồi cũng rảnh rảnh làm bên từ thiện này kia đồ cầu nhà kia làm đủ hết trơn. Ồ, anh cũng có bên đạo ha. Dạ. Rồi mình trước đây mình thấy có những con cá ngộ quá ta. Dạ, có cá hường cũng có nữa. Ôi. Đó, cá hường ở đó. Đó, đó, đó. Ôi, con cá màu hồng hả? Cá màu hồng cũng có, màu đen, không giải cho gơm phô. Nó, cá màu đỏ, ngoài đó. Trời, cá vàng luôn. Nó vàng luôn. Đó, đều là đó. Ôi, lạ quá. Để lấy cái điện thoại quay. Ờ, trước đây mình có làm nghề đánh bắt cá gì không anh? Không, có phóng sanh đó là có chứ không có bắt. Ừ, lúc đầu nó có số lượng nó nhiều giống gì không? Không, mới đầu thì ít, rồi dần dần nó nhà nó nhiều á. Lúc đầu mà tại sao nó lại vô, anh có thể về đó cho em biết không? Thì nó cầu nhà cũng có cái cầu gần đây thì giữa chén đồ cái đồ nó cũng có cái mới đậu lại cá đuôi hồng cái đồ không ăn. Dạ. Rồi dần dần nó gom cá cha vô là nhiều, đẩy ba con đuôi hồng đi thì cá cha nó gom lại ngày nhiều vậy nè. Mới đầu cho ăn cơm không rồi giết rồi nhiều quá rồi mua thức ăn giải vậy. Ồ. Lúc đầu là mình không có giải thức ăn gì dưới này. Dạ. Cá này cũng còn ông nhỏ giải nha. Giải này cho chút bên đây tay đây. Gom giải bên đó. Dạ. Quá lạ kỳ. Rồi cá này mình có em hỏi thử thôi trả lời được thôi, mình có bắt nó mình ăn thịt không? Đàn nuôi cá này mình nuôi nó thành viên mình đâu có ai thà là chú lợi chú cầm á là bà, chú ăn mà bao nhiêu giờ mua nhiêu tôi không bán được. Nó giống vậy. Dạ mình cưng nó dễ vậy. Nó giống như là thành viên trong gia đình của mình ha. Thành viên rồi. Thành ra mình đâu có bắt nó. Ôi ngộ quá. Ờ, cá có những cái con cá đằng kia nó màu đen đen màu sậm đen luôn. Bốn cá đen. Cá đen này nó không có mắt nhờ. Không có mắt. Dạ. Bắt lên mặt lên không có mắt. Bắt ăn là bắt lên bình thường. Bắt nghĩa là cầu nó bắt đó. Rồi bây giờ mình anh có thể dẫn em xuống dưới đó ha. Dạ. Dạ. Em hỏi thức ăn là mình tự mua luôn hả anh? Tự mua mày đều nói ngay thí dụ như bà con gần đây thí dụ là ai có khảo tâm cho tôi hùng vô thì bao nhiêu không có rồi thôi thì tự nhiên. Dạ. Dạ nói chung là vậy. Ôi, rồi anh làm ruộng gì có đủ tiền để mua thức ăn cho nó ăn không? Thì mới thì đầu thì đâu có cái lượng này thì đâu có đủ nổi cho nó đâu, con cũng hỗ trợ tiếp rồi là xung quanh bà con đây thì thí dụ người ta lợi tao cũng người số số đâu mình hùng lợi mình mua chứ mình thì cái dạng này nhiều mình mới nuôi mình không có thu hoạch đó đâu có chịu nổi đâu. Mỗi một ngày như thế là nó ăn khoảng bao nhiêu anh ha? Bao nhiêu? Bình khách lợi là gai hiện tại bây giờ là cỡ 2 bao á. Ôi trời. 2 bao mà còn động cho bún vậy kìa. Chúng la lát xuống dưới quay dưới kìa, hộp vắng rồi về ta đường sắt cho bún dưới kìa. Dạ thôi bây giờ mình sẽ xuống dưới đi. Có khi nào anh nghĩ rằng cá nó nhiều như thế này mình sẽ khai thác du lịch không? Mình mượn một cái hình thức khai thác du lịch là mình bán cà phê gì thôi. Và một lo cho nó bên trong bên mất. Dạ. Thì để mà cho cái đàn cá này ăn thì chúng ta sẽ thấy một cái cô với chú ở đây là sắc rau muống cho tụi nó ăn. Dạ con chào cô chú ạ. Ủa mình nhà mình ở đây luôn hả cô chú ạ? Ở đây luôn chú ơi. Là cô chú lại đây sắc là trả công hay sao? Sắc mà tiếp thấy cá ăn nè, thấy cũng cá ăn chủ nhà ăn. Làm không thể mình ở gần nè, lợi tiếp. Sắc miễn phí ha. Miễn phí. Từ thiện mà đâu có tiền bạc gì đâu. Còn rau muống này ở đâu có hả chú? Có cái chú Út đó, chú ngày nào cũng đem lợi. Dạ. Thấy đem lợi. Dạ. Ông sắc luôn, giờ ông sắc hết nổi rồi. Có nghĩa là có người hỗ trợ rau muống ha. Rồi cô cảm thấy sắc rau muống gì cô thấy vui không? Vui, thấy cá vui ha, ngày nào cũng lợi chứ. Hồi sáng giờ chạy lại kiếm mấy lần à. Cô ăn chay hay ăn mặn? Ăn mặn. Cô cũng đi làm từ thiện như lắm. Ăn chay ăn không nổi con ơi. Dạ rồi mình thấy mình có thường thấy cá tra nhiều như thế này rồi mình có ở nhà mình có mua cá tra đồ ăn không? Không ăn luôn hay cô ha. Những loại cá khác mình cá tra ở chỗ khác cũng không ăn luôn.
Rồi cô chú, chúc cô chú sức khỏe nha. Để con qua đây con quan sát nữa. Thì đây sức này, xác này để cho tụi nó ăn thì cũng cũng cực công lắm nha. Nó ăn mà mình cũng mồi một mớ thức ăn nữa chú đóng tống. Dạ. Có những cái con cá, cái mái của Bùi Hồ thì không có quay gần lại được. Có những con cá nó màu đen nè. Lúc nãy thì thấy cá tra mình trước giờ gọi theo mọi người nghĩ cá đột biến. Nhưng mà nó rất là lạ, màu đen của nó là màu đen sẫm. Rồi con cá màu hồng nữa. Khoảng 3-4 tháng nay nhưng mà thời lượng này là nó nhiều nhất hả cô chú? Dạ. Trước đây thì cái con sông mình ở gần đây người ta có nuôi bè cá gì không chú? Không có ai nuôi bè cá hả? Thì coi như là theo đúng ra đó là bầy cá này nó gần cả năm. Dạ, một điều nhận thấy rất là rõ ở đây đó là đây là một cái con kinh. Con kinh này thì nhỏ thôi, không lớn. Và mọi người thì thường sử dụng những cái công cụ bắt cá như là chích điện nè, rồi chà nè, rồi vớn nè, đăng lợp, rồi lưới thì rất là nhiều. Mà trên cái con kinh này thì theo chia sẻ ở đây thì mọi người nói rằng là không có nuôi cá tra bè. Vậy thì đàn cá này từ đâu đến, đó cũng là một cái dấu hỏi lớn nha chú ha. Nó lại xuất hiện ở trong con kinh chứ không phải là một dòng sông cái nữa. Dạ, nếu như mọi người phóng sanh thì người ta cũng phóng sanh ở sông cái chứ người ta đâu phóng sanh ở đây. Đem sông cái, sông lớn không à, chứ không có để sông nhỏ này sợ chết xẹt hay là cào hay là xẹt ủi gì đó, sợ bị bắt. Người ta nói là đất lành thì chim đậu, mà nước là nước có lành thì cá nó mới lại ở. Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ thì để hiểu rõ thêm thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng chiêm ngưỡng cái loài cá này ở gần nhất nha.